vụ của mình thì phải rõ ràng là này một lỗ nó cắn mà mày cái ông chạm mặt sang hồ ông này đi nói với cái thằng Hưng mẹ là bị mình bị tai nạn, mẹ đúng là tiểu nhân một lũ luôn. May mà tránh ra né ra sớm với thành phần đấy. Hello cả nhà yêu. Giống nhau mà, đấy chị bị nó đánh như thế đấy. Người ta điện hỏi tao nói là mình bị tai nạn. Mẹ. Mồm thì kể em có vấn đề gì, kể cả là nửa đêm gà gáy. Em mày sống chết anh bay ra. Vô tổ. Tiểu nhân. Nguyễn Điệp à. Đúng rồi, chó thì khi có người đến nhà là sủa thẳng ra đúng không? À, nghĩ buồn thật. Mẹ thì biết cái gì mà nick ảo. Cái thằng đấy nó còn điện hỏi thăm con. Con bảo ai nói mày như thế? Nó bảo là anh chạm mặt giang hồ là Lê Mạnh ấy. Nói rõ thế, con có cái âm này. Ảo giả gì? Ông này cũng lại định đi bao che cho cái bọn này mà tội phạm nốt à? À mà ông này bảo đây là hả? Hả? Nó hỏi tâm chị Thảo bị làm sao? Ông bảo mình lại Thảo bị tai nạn giao thông. Mẹ nghĩ ức chế thật. Hello cả nhà yêu. Hồ Quang Tiều bị đây. Bị nhưng vừa rồi là trời cho coi như là chắc do ăn ở nên là cũng không chết được. Uống đi nó. Chào chị Kim. Đấy xong rồi là hôm qua cái ông anh ở dưới Thái Bình đấy cũng không hiểu, thế là cũng lại nghĩ linh là mang tiếng chị em mà ấy, nhưng mà ông ấy biết sai khi chị anh em nói chuyện với nhau ở trong ấy, anh biết sai rồi. Không biết là hôm qua anh đã điện cho em để xin lỗi em chưa thì không biết, bây giờ anh mới hiểu ra là con người chị em mình là như nào rồi. Ở trong này là rất nhiều chim lợn của chúng nó đang vào nhòm ngó theo dõi. Hôm nào, chào Trường Đức, hôm nào có dịp xuống quán ăn phở nhé. Quán anh ở đâu? Hôm qua bị chị chửi nên điện, xin lỗi em rồi. Bởi vì là anh ấy cũng, tôi thì người ta không biết em ạ. Không biết thì mình phải điện để nói chuyện đàng hoàng. Khi anh đã nhìn vào trang chị em mình rồi thì anh mới phải kính này cách sống của chị em mình, nên là hoan hỉ thôi, biết sai mà sửa hoan hỉ không chấp. Anh cũng bộ đội mà, anh còn đang mời chị em mình lúc nào về Nam Định chơi kìa. Mời cả nhà nhé, cà phê rất là ngon.